chú anh chị ơi, hôm nay thì định sẵn lên cho anh chị một cái căn biệt thự rất là đẹp luôn anh chị nha, ở trong lòng thành phố Biên Hòa luôn. Anh chị mình có thể thấy đây ha, đây có một cái con mèo này mèo ăn hả, mèo này là mèo mèo ăn, lông ngắn chân lùn đó, rất là đẹp anh chị ha. Nhìn này anh chị có thể thấy nhìn là rất là cưng ha, nhưng mà có một cái là lông nó nhiều quá anh chị, lông nó rụng này ha. Thôi cho vẽ đi chơi anh chị có thể thấy nè, nhìn này nó có khúc chút xíu à, rất là mập luôn anh chị ạ. Đó anh chị có thể thấy lông thôi à, ha, lông à. Và anh chị mình có thể nhìn thấy đây ha, đây chính là cái căn biệt thự của mình. Hôm nay thì định sẵn lên cho anh chị mình một căn rất là đẹp luôn anh chị nhé. Biệt thự của mình là biệt thự sân vườn, với cái bề ngang của mình là 11m, chiều dài là 24m, tổng diện tích của mình là 269m², sổ hồng riêng, full thổ cư, nhà đã hoàn công luôn anh chị nhé, rất là đẹp. Và mình tọa lạc tại trung tâm thành phố, một cái vị trí rất đẹp. Từ cái vị trí căn nhà của mình anh chị này, di chuyển ra cái tuyến đường Nguyễn Ái Quốc của thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai là chỉ có tầm 300m anh chị nhé, 300m thôi. Đó thì anh chị mình có thể thấy rất là đẹp. Xe ô tô thì mình có thể chạy thông thoáng này, hai xe ô tô chạy chắn nhau luôn anh chị nhé, anh chị mình có thể thấy đây ha, hai xe ô tô chắn nhau luôn. Và ở cái khu này thì anh chị mình có thể thấy này, đây anh chị nhá, biệt thự này ha, rất là đẹp luôn. Đó anh chị có thể thấy xe hơi đậu chắn nhau thoải mái luôn. Trong cái khu này thì dân cư ở kín hết rồi. Đó bây giờ thì định sẽ di chuyển cho bên trong cho anh chị mình xem. Căn biệt thự của mình thì mình có hai lối để đi vào. Lối này thì mình sẽ chạy xe máy, ô tô mình chạy bên này nhá. Cổng của mình là cổng sắt này, bên này có cả cửa cuốn cho anh chị nữa. Đó. Và cái khoảng sân này trong này thì mình thấy là rộng rãi, con của mình vui chơi trong này. Nhưng mà ở đây thì chủ không có thời gian nhiều để chăm sóc, cho nên là chủ đang hiện tại là đang cho thuê. Và đây thì hiện tại cũng đang còn khá là sơ sát, tại vì cái người ta thuê người ta cũng bận rộn lắm, người ta không có thời gian để chăm sóc nhiều. Cho nên hiện tại là bây giờ là những cái cây như vậy nó đang bị khô rồi. Đó, nếu như chị mà về mình dành một chút thời gian mình trồng thêm những cái cây mới cho đây thì khá là đẹp. Bây giờ anh chị đất là kêu có sẵn rồi, những cái bồn như vậy có sẵn rồi, anh chị về có chỉ có là trồng cây vào rồi tưới cho nó thôi ha. Đây các bạn, không gian ở đây thì trước đây là chủ có làm rất là nhiều những cái bóng đèn ở đây này, đó để có những cái buổi mà mình tổ chức những buổi tiệc ngoài trời. Đây là có cái lò nướng BBQ luôn ha. Đó rồi buổi tối mà anh chị bật những cái bóng đèn là xanh đỏ tím vàng lèo lẹt ra ngoài đây nữa nhìn rất là đẹp. Đó rồi, ngoài đây cũng có những cái chỗ cho anh chị như vậy. Đây thì định nghĩ ở đây là cái không gian này, cái chỗ này để nằm cái background để tổ chức những cái buổi tiệc sinh nhật hay gì đó ở ngoài đây. Đó ở đây thì bật đèn lên rất là đẹp anh chị nè. Định không biết là cái bóng đèn ở đâu, định tìm cái công tắc chị định bật lên coi nó làm sao, thử coi nó có đẹp như định nói hay không ha. Chị ơi, chị cho em hỏi là cái này bật đèn được không? Mấy bóng đèn này mình bật ở đâu chị ha? Chị... dạ đó anh chị có thể thấy hình dung ở đây ha, là nó có một số cái bóng đèn ở đây. Ở đây thì những cái bóng đèn ở đây thì lâu ngày không sử dụng cho nên là nó hơi bị chập chờn, nó bị đứt dây rồi, cho nên là chỉ còn được một cái khu vực cỡ này thôi. Và cũng có một số bóng nó bị cháy rồi sao á. Đó ở đây thì mình thấy là nó có một màu nó không được cái được đẹp cho nó xanh đỏ tím vàng vô thì đẹp hơn anh chị nhá. Ngoài đây thì nó cũng có một số không gian đường mình chạy xe máy thẳng xuống được ha. Đó bây giờ định sẽ di chuyển cho bên trong căn nhà cho anh chị xem. Đó anh chị có thể thấy căn nhà của mình rất đẹp. Ở đây là có cái bậc tam cấp để đi vô này. Trong căn nhà của mình thì xây dựng rất là cao ráo và thoáng mát anh chị nhá. Nhà của mình là một trệt hai tầng lầu. Nhìn bên ngoài thì anh chị có thể thấy căn nhà của mình xây dựng thiết kế theo cái mẫu hiện đại anh chị ha. Rồi ở trên đây sẽ là cái hè của mình, và tiếp tục đến là cái cửa chính của căn nhà của mình là cửa nhôm sinh pha kính cường lực ha. Cửa này thì cửa hai cánh thôi và rất là rộng rãi này. Đó cửa này thì toàn bộ trong cái không gian căn nhà của mình á, thì được thấy là với cái không gian mở cho nên là sẽ rất là thoáng luôn. Sau cái lớp cửa sẽ là một cái lớp rèm ở đây. Rèm của mình thì trên trần có thiết kế cho chị một cái hộp rèm luôn nhá. Đó rất là đẹp.
Rồi ở đây sẽ là cái không gian bộ sofa cũng như là phòng khách của mình. Chủ sẽ để lại toàn bộ nội thất cho anh chị luôn nha. Đây, tủ kệ tivi bên này. Bên này thì cũng có những cái cửa sổ ra ngoài cho anh chị và có những cái rèm như vậy ha. Rồi, tiếp tục ở bên đây sẽ là không gian phòng ngủ bên dưới của mình. Trong không gian ở bên dưới thì mình sẽ có một phòng ngủ, và hiện tại thì cái phòng ngủ này đang có bày giá nhỏ cho nên định quay lướt cho anh chị thôi ha. Có cửa sổ bên ngoài cho anh chị luôn. Đó. Rồi. Rồi, tiếp tục xuống không gian dưới đây thì mình sẽ có một cái không gian, một cái cửa để đi ra ngoài bên hông đây anh chị nha. Đó, cái đường luồng ở bên hông đây cho anh chị này, rất là thoáng luôn. Ngoài đây thì chủ cũng làm một cái chỗ để anh chị mình có thể đậu xe máy ở đây và làm cái máy cho anh chị hết rồi nha. Đó, xung quanh đây là không gian mà rất là thoáng này. Rồi, bên đây sẽ là nhà vệ sinh của mình anh chị. Nhà vệ sinh khu vực này thì chủ đang để đồ dưới này, rất là nhiều cái kho nhỏ ha. Và đây nè, trong nhà vệ sinh của mình rất là rộng nè. Đó, thiết bị vệ sinh thì hiện đại rồi, đầy đủ mọi thứ, gương điện luôn ha. Và dưới đây sẽ là ngay vị trí này là cái không gian thông tầng của mình, anh chị có thể thấy này ha. Bên cạnh cái cửa của mình là không gian thông tầng lên trên. Đó, nhìn rất là đẹp với những cái trang trí, những cái đèn lồng như vậy ha. Đó. Rồi đây là bàn ăn của mình. Và tiếp theo sẽ là không gian bếp của mình anh chị nhé. Bếp của mình anh chị có thể thấy này, rộng ha, rất rộng luôn với cái không gian thoáng như vậy. Đó, anh chị có thể thấy này, có hai chị đẹp mình đang nấu ăn ở khu vực này, nhưng mà cũng khá là rộng đúng không. Cửa sổ ra bên ngoài này, khi mà mình nấu ăn ở đây anh chị này, gió nó lùa vào rất là mát luôn anh chị nhé. Đây có những cái rèm mình có thể thả xuống như vậy. Đó, rèm mình thả xuống ha. Đó, gió nó thổi vào rất là mát luôn anh chị nhé. Ở đây có một cái đảo ở đây. Rồi, tủ lạnh side by side. Máy giặt mình kia mình sẽ để bên này, không gian bên này rất là rộng anh chị này. Và mình sẽ có một cái không gian, cái khoảng sân vườn ở sau này, rất là rộng rãi, rất là mát luôn anh chị nhá. Nhưng mà bây giờ thì chủ cũng không có quá chăm sóc được nhiều, cho nên là hiện tại ở đây đang để cây, những cái cây trúc nó bị héo như vậy ha. Những cây trúc này là trúc xanh hả, nhưng mà bây giờ đã đổi màu rồi, bây giờ đã đổi thành trúc vàng. Đó. Rồi, nãy giờ quý cô chú anh chị đã cùng định đi xem và khám phá tổng thể bên dưới rồi, thì tiếp theo định xin kính mời quý cô chú anh chị mình cùng định di chuyển lên bên trên để xem tiếp cái không gian trên lầu nhé. Đây anh chị mình có thể xem là cầu thang của mình thì chủ ốp gỗ anh chị nhé, cái này là gỗ này. Đó, mặt cầu thang là gỗ hết, và tay vịn của mình gỗ này, mặt cái ốp bên hông đây là kính cường lực anh chị nhé. Rồi, di chuyển lên đây thì anh chị mình sẽ thấy được một cái không gian mở, một cái không gian rất là thoáng, và căn nhà này chủ xây dựng là mình thấy rất là đẹp luôn. Đây sẽ là phòng ngủ ở trên lầu của mình, nhà của mình sẽ có 3 phòng ngủ anh chị nhé. Một cái phòng ngủ này rất là rộng luôn, rất rộng như vậy. Đó, phòng ngủ này là phòng ngủ master anh chị. Cửa sổ ha, cửa sổ xung quanh đây này. Đó, và ra ngoài đây thì mình sẽ có một cái ban công nữa này anh chị. Ban công của mình chạy xung quanh từ bên này dài ra bên này anh chị nhá. Đó, dài ra bên này này, mát lắm anh chị nhá. Đứng ở trên đây rất là mát luôn, mình có thể nhìn ra xung quanh này, cây này, hoa này. Và bên cạnh của mình có một cái căn biệt thự rất lớn anh chị nhá. Đó, xung quanh đây này, biệt thự khá là nhiều ha. Ở hôm nay mà anh chị là cái khu vực mà dân trí cao này, rồi rất là sầm uất. Đó, không gian ở đây rất là rộng, và phòng ngủ của mình cũng có một cái không gian kính như vậy ra cái chỗ giếng trời của mình anh chị nhé. Cái giếng trời thì mình có thể mở ra bên ngoài ha. Rồi, ở đây sẽ là không gian nhà tắm của mình này. Wow, một cái nhà tắm quá là đã luôn anh chị ơi. Anh chị cùng định vào đây xem ha. Mình có hai cái cửa để đi vào anh chị, một cái cửa bên này, một cái cửa bên này nữa ha. Đó. Wow, những cái thiết bị thông minh ha. Rồi, ở đây là mình có một cái bồn tắm lớn ha. Bồn tắm này thì hai người sử dụng được không ta? Không biết hai người sử dụng được không? Hai người được anh chị nhá. Đó, bồn tắm hai người. Rồi, cửa sổ ra bên ngoài ha. Đó,
Có những cái ô cửa là mình có thể trồng hoa sau được nhé, mình có thể trồng hoa, có cái bồn mình có thể trồng hoa ngoài đó được, nhưng mà bây giờ thì không có người chăm sóc cho nên là hoa nó cũng héo héo úa rồi. Đây tiến đi vệ sinh rồi ha, gương điện, một cái gương rất là to đó. Rồi hai cái cửa đây bên ngoài, và cái cửa này thì anh chị mình sẽ ra ngay cái khu vực tủ đồ của mình ngoài đây đó, rất là thuận tiện ha. Trên này cũng có cả tủ lạnh cho anh chị luôn, ở phòng ngủ. Và chỗ này sẽ là cái không gian giếng trời của mình, không gian thông tầng ở dưới, và cái rèm ngoài đó mình có thể mở ra được anh chị nhá. Lúc nãy đừng đứng ở dưới đừng quên mở ra cho anh chị mình xem đó, rất là thoáng luôn. Và bên này mình sẽ có một cái phòng ngủ đó, phòng ngủ thứ hai ở trên lầu đó. Rồi mình sẽ đi vô đây để kéo cái rèm ở trong phòng ngủ ra cho anh chị mình xem này. Đó đây này, trong phòng ngủ của mình đấy chị nhá. Đó còn ở đây chính là cái không gian phòng ngủ, anh chị mình vô thì anh chị mình có thể thấy rất là thoáng luôn. Và đừng vô đây là đừng phải đóng cái cửa này lại, còn không này đừng phải đứng định giữ, tại vì anh chị có thể thấy này, gió nó lùa vào một phát thì cái cửa nó kêu một cái rầm luôn ha, gió mạnh lắm anh chị có thể nhìn thấy này, gió nó thổi cái rèm này ha, cây nhà bay luôn đó. Một cái ban công ở đây nữa này, dài thòn ra ngoài kia, và họ chạy qua bên này đó, một cái ban công. Và đứng trên đây thì anh chị mình có thể thấy gió nó thổi rất là mát luôn anh chị nhá. Đó xung quanh của mình thì nhà dân ở kín rồi này, những cái căn biệt thự như thế này đó. Bên kia có một cái căn nhà mà người ta trồng rất là nhiều hoa luôn đó. Còn ở đây thì anh chị mình có thể thấy những cái nhà thờ ha, nhà thờ xung quanh đây này, bên đây này giáo xứ Bắc Hải này, nhưng mà cái nhà này nó to nó che mất rồi đó, cách giáo xứ Bắc Hải chỉ có tầm 300 mét thôi anh chị nhá. Đó một căn nhà. Rồi di chuyển qua bên đây sẽ là cái không gian vệ sinh của mình, tủ quần áo mình sẽ để bên đây đó, gương rồi lavabo ở đây anh chị nhá, và nhà vệ sinh ở trong đây đó, rất là rộng anh chị nhá. Cửa để đi ra bên ngoài cho anh chị này, rèm này ha, để sẽ thả cái rèm xuống đó, anh chị mình có thể thấy một cái căn nhà rất là rộng, mà gạt ở trong đây là được ốp từ sàn đến trần luôn. Thì anh chị mình có thể thấy một cái căn nhà mà thiết kế rất là đẹp luôn, một cái căn biệt thự thiết kế cái không gian rất là thoáng anh chị nhá. Thì anh chị mình cảm thấy cái căn nhà này như thế nào thì hãy bày tỏ quan điểm của mình ở bên dưới phần bình luận để định có được cái cơ hội giao lưu cũng như là học hỏi cùng quý cô chú anh chị nhé. Và quý cô chú anh chị muốn đi xem thực tế cái căn nhà này, hoặc là cần thêm thông tin gì thì hãy liên hệ nhanh với định qua số điện thoại ở trên màn hình để định có được cơ hội hỗ trợ anh chị mình một cách tốt hơn ha, tốt nhất nha, để định có được cơ hội hỗ trợ anh chị mình một cách tốt hơn ha. Và gì ta, và định xin thống kê là một số cái thông tin về cái bất động sản, cái căn biệt thự của mình, để quý cô chú anh chị mình có thể làm rõ hơn nhé. Căn nhà của mình tọa lạc tại phường Hồ Nai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, trong vòng bán kính từ 3 đến 5 phút di chuyển anh chị mình có thể kết nối được tất cả mọi thứ này, từ trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3 cho tới trường đại học này, rồi mọi tiện ích này, về nhu cầu sử dụng của anh chị, ví dụ như chợ này, trung tâm thương mại này kia là đầy đủ hết rồi. Ngay bên cạnh của mình là có nhà thờ anh chị nhá. Đó thì anh chị mình có thể thấy đây là một vị trí khá là đẹp rồi. Thì căn nhà của mình với cái bề ngang là 11m, chiều dài là 24m, tổng diện tích là 269m, sổ hồng riêng vuông thổ cư, nhà đã hoàn công cho anh chị rồi. Hiện tại thì chủ đang muốn bán nhanh cho nên là đã giảm giá khoảng gần 1 tỷ cho căn nhà này rồi. Giờ chỉ có 6 tỷ 990 triệu và còn thương lượng cho anh chị nhá. Đấy thì quý cô chú anh chị cảm thấy cái giá cái căn nhà này như thế nào thì hãy bày tỏ quan điểm của mình ở bên dưới phần bình luận ha. Và đừng có nhận review hỗ trợ mua bán ký gửi nhà đất, quý cô chú anh chị hãy liên hệ nhanh với định để được hỗ trợ nhé. Quang xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị trong những video tiếp theo.